hôm qua nắng ấm, hôm nay đâu rồi? Dạ em vừa xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày 3 ngày 18 tháng 1 năm 2021 tại thành phố Huế. Lúc này mưa mọi người, như đã dự báo thì chiều qua đã trời tối mưa, rồi ngày hôm nay mưa và lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C tại thành phố Huế. Thì em vui cùng đi một vòng để cho mọi người thăm Huế sáng nay. Mưa nặng nặng mưa và Huế mùa đông là như vậy đấy. À, những ngày này là những ngày tháng chạp, hôm nay cũng là ngày 16 rồi. Hai tuần nữa là hết năm Tân Sửu. Rồi sáng nay mưa lạnh nhưng vui tiếp tục cho mọi người thăm Huế. Lời đầu tiên thì em vui xin chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe. Rồi chúng ta đang ngang qua khu vực các tuyến đường, đang ở đây là đường Trấn Định qua Hùng Vương. À, một buổi sáng lạnh đi à, trời tê kìa, rất là đột ngột. Mặc dù là có dự báo nhưng mọi người biết ngày hôm qua thì trời nắng ấm, buổi sáng ra thì nói chung cũng còn lành nhưng mà đi là nó dễ dàng. Và như tình hình sẵn nó dày phải là mọi thứ nó thay đổi. Trong mà con chờ ra thì lọc trời thì mưa đó, nhiệt độ nó thay đổi liên tục làm cho nơi mình còn là chúng là cũng không lường được chạm chạm. Ở Huế vậy là mọi người, đồ nó thay đổi liên tục, lúc nắng lúc mưa. Trên đường này bao phủ những chiếc áo mưa, à, những con đường trung tâm thành phố thì bây giờ ra đường là cũng tấp nập xe cộ đi lại, làm ăn cũng như người đi sinh hoạt trên đường. Dạ không còn tục ve nữa thì phải. Mọi thứ vẫn hoạt động và tình hình dịch giả nè mọi người, dịch giả trong những ngày qua thì ngày nào cũng mà 170-200 ca trong cộng đồng đó. Như ngày hôm qua cũng vậy, 201 ca trong cộng đồng nơi nơi. Qua mùa Tết này xong thì nhà nhà người người thì có thể là ai đó cũng đóng nhận như là một cái bình cảm mùa tới tới. Ai đó sốt mùa thế nào mọi người, điều vì trong dịp cuối năm thì ai cũng trong để còn đi lại hay là ăn Tết trong tiếng ạ trong nhà thôi. Thế rồi tình hình sống chúng thì mình cảm mà rồi, rồi ai cũng có thể lại không. Ở bên đi nghe nói cũng có thuộc bạn thuộc trên các địa điểm bản thuộc của Huế, cũng có bản thuộc phòng dịch rồi đó, thấy nghĩa là ai mắc mình đi mua thuốc về cũng giống như là mình đi đấu cảm thì mua thuốc cũng là thấy mới còn nghe qua như vậy. Hy vọng là trong năm này và còn những ngày cuối năm này thì hy vọng ai yên bình đoạn năm mới qua xong rồi
ta nó mà sẵn sàng sống chung để mà còn công việc lui tới nữa. Rồi cũng như vaccine, người người đều tiêm 2 mũi 3 mũi hết cho mọi người, miễn dịch trong cộng đồng thôi, chứ là vậy thôi, tổng chung. Lúc này người kêu mọi người đi ngang qua cảng khu phố và gặp rất nhiều hình ảnh mày cô mày gì đi gánh hàng rong bán trái cây rau củ quả trên đường. Có những cái nhà hàng quán ăn nhỏ bên đường, bây giờ lúc này cũng hơn 9 giờ có những quán ăn nhỏ bây giờ cũng dọn hàng về, như các phòng bánh cánh cũng chảo bên đường đó mọi người. Cần phải gửi xe nữa, đi chờ đứng dừng lại trên đường nó mua luôn. Còn trong chờ những cái món hàng cố định gia dụng này nọ. Rồi lúc này chúng ta ngang con cầu về nhà và thăm về đối sáng nay và những người tiếp tục gửi đến mọi người trong những video tiếp theo nữa, cập nhật những hình ảnh làng quê hay là đời sống bà con ngay như vậy thôi. Sáng nay thì đưa mọi người đi thăm và cập nhật thời tiết dịch giả để mọi người xem, hy vọng mọi người xem được thấy thú vị và thư giãn. Đi đây đi về đường Phạm Văn Đồng một đoạn. Chào em vui. Chúc tất cả mọi người luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Vừa dừng đèn đỏ trên đường đây, có một ông đứng, không biết ông lại ông leo lên xe ông nói chở cháu về đoạn. Mà hỏi ông mình vô ông nghe này, ông nói ông về một đoạn thôi mà để hỏi thăm coi ông đeo phụ sáng rồi chứ cả. Rồi ông về thăm ông mình phụ sáng đeo rồi để tâm sự ông, hỏi thăm ông đôi chút xem sao nha mọi người.
đây là khu vực đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ vùng biển hướng về Thuận An. Đây là đò thanh long mọi ngày mai đây. Ông đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô. Đeo đi, răng được không? Đeo vô. Ôi trời, tặng khẩu trang ông lấy luôn này. Rồi, ông vừa hiểu ông luôn. Ông điệt mà. Thầy ông đeo khẩu trang, tặng khẩu trang ông lấy, ông lên xe nhờ về hành đoàn. Về có ngã tư rồi ông xuống, ông trả bịt khẩu trang lại. Ờ, chào ông Việt. Rồi đi mua đây nữa.